Những ai đã từng đi Đà Lạt thì chắc chắn sẽ đi ngang thành phố Bảo Lộc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái quán cà phê ở Bảo Lộc rất là đẹp, đó chính là quán Bon Bon Coffee and Pizza, nằm trong khu Kiwuki Village, là một cái làng nhỏ được quy hoạch đồng bộ với style suối nước, hoa cỏ, đồi thông. Đến với Bon Bon Coffee and Pizza, các bạn có thể lựa chọn lưu trú lại với giá 900.000, đã bao gồm tất cả các bữa ăn trong ngày. Ngoài ra các bạn hãy họp mặt bạn bè tại Bon Bon Coffee, quán sẽ phục vụ cho các bạn lò nướng để tổ chức barbecue ngoài trời. Quán nằm cạnh con suối hoàn toàn tự nhiên và được quán xây dựng lại để tạo ra những âm thanh tiếng nước chảy. Đây sẽ là điểm đến rất là lý tưởng cho ai đang lưu trú lại Bảo Lộc và muốn tìm điểm đi chơi mỗi tối.